Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Bất động sản Nhà Tốt. Nhà đất Hà Nội, một số quý khách hàng cũng có nhắn tin riêng với Ngọc Ánh, mong muốn là bên Nhà Tốt cung cấp một số cái căn nhà ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị dự án 3 căn nhà thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội mọi người nha. Cụ thể thì nó là thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Với 3 căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay với cái sân trước nhà đây mọi người ơi, ngõ trước nhà đây khá là rộng. 3 căn nhà này thì có một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là cái sân trước nhà rất là rộng, rất là thoáng, hướng nhà là hướng đông nam, nó cách với lại cái trục đường mà ô tô đi lại thì cũng rất là gần. Nó cách trục đường ô tô đi lại thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 100m thôi các bác ạ. Đi ra tới cầu vượt Tây Mỗ và đi ra tới Vinhome Smart City Tây Mỗ, nó chỉ phạm vi bán kính 500m quay đầu thôi, đi lại giao thông vô cùng thuận tiện. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu một trong 3 căn nhà này mọi người nha. Và trong 3 căn nhà này thì căn nhà giữa đã bán rồi, chỉ còn căn nhà đây Ngọc Ánh đang chỉ, và căn ngoài cùng, riêng cái căn ngoài cùng thì lô góc hai mặt thoáng. Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu căn nhà này tới mọi người nha. Với căn nhà 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà hướng đông nam, lô góc hai mặt thoáng. Thoáng ở đây đó chính là cái cửa sổ, mọi người có thể nhìn thực tế ở trên video, cửa sổ bên hông là chủ nhà có mở ra được. Đấy. Và rồi với cái giá chào bán của 3 cái căn nhà này thì rất là rẻ mọi người ạ. Giá từ 2,6 tỷ, riêng cái căn lô góc Ngọc Ánh đang quay ở đây thì giá là 2 tỷ 650 triệu đồng mọi người nha. Với cái thông số nhà này thì là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m, mặt hậu 3m và chiều dài của ngôi nhà là 10m quý vị nha. Mời mọi người theo em vào phần chính của ngôi nhà. Với cái phần hoàn thiện mặt ngoài của ngôi nhà cũng khá là chỉnh chu như trên video mà mọi người vừa nhìn thấy. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, cửa sắt mỹ thuật sơn tĩnh điện đây, và bên trong là cửa gỗ mọi người nha. Hôm nay phải nói thực sự với các bác là thời tiết Hà Nội quá là lạnh luôn, chỉ có từ 8 đến 10 độ C thôi, cho nên là nếu như mà Ngọc Ánh có hơi rét một chút thì mọi người thông cảm, rất là lạnh luôn đấy quý vị ạ. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà luôn. Với cái sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, hoàn thiện xong hết rồi nha mọi người. Trên video Ngọc Ánh quay như thế nào, nói như thế nào thì đến quý vị xem thực tế căn nhà nó là như thế. Nó rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, đi ra cái phía cầu vượt Tây Mỗ và Vinhome nó rất là gần, xung quanh thì ngập tràn tiện ích trường học mầm non tiểu học. Từ vị trí căn nhà này, Ngọc Ánh đau Google Maps ở trên máy điện thoại ra tới trung tâm sân vận động Mỹ Đình ý mọi người ạ, thì nó phạm vi khoảng tầm 4,5 cây thôi, đi lại cũng khá là thuận tiện. Và mời mọi người theo em vào phía tầng 1 cụ thể của ngôi nhà đây. Với phần hoàn thiện đã xong, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần gạch lát nền này, phần sơn này, trần thạch cao, hệ thống ở đây chủ nhà đã thiết kế xong đầy đủ hết cho quý vị rồi. Ngoài ra phía phần phòng khách của ngôi nhà còn có một chiếc quạt trần ở đây quý vị nha. Và với cái căn nhà này lô góc hai mặt thoáng cho nên ở phía phần phòng khách này có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này giá chào bán 2 tỷ 650 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với cái căn nhà này thì với cái phần chi trả trước tiền mặt, có thể quý vị chi trả tối đa khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ một số ngân hàng. Ví dụ như bên BIDV này, ngân hàng quân đội MB này, ngân hàng bưu điện này, nói chung vân vân. Nếu như mà những cái phần ngân hàng mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Tiếp theo vào phần chính của ngôi nhà, đó chính là phần phòng bếp ở phía dưới tầng 1. Đây, mọi người thấy không? Với cái chiều sâu của cái ngôi nhà này nó là 10m, cho nên là cái căn nhà này chiều sâu rất là sâu này. Và cái phần phòng bếp ở đây thiết kế cũng khá là hợp lý. Với cái diện tích 30m thì nó nhỏ nhắn, nó không... Có một số quý khách hàng cứ nói với em là trời ơi 30m nó bé thật đấy em ạ. Anh ở nhà toàn ở 90m, 100m ở quê. Thực ra thì đúng là mỗi nơi mỗi khác, mỗi một vị trí bất động sản nó lại khác nhau. Đất ở Hà Nội khác mà đất ở quê thì có cũng có một số nơi ở quê giá nó cũng rất là cao các bác ạ. Nó còn cao, thậm chí nó còn cao hơn cả ở khu vực Hà Nội cơ.
Với cái căn nhà này thì đây phần phòng bếp cũng đã được hoàn thiện xong, chỉn chu hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần tủ bếp ở đây chủ nhà thiết kế cũng rất là hợp lý, màu sắc thì cũng rất là tinh tế quý vị ạ. Cái màu tủ này nó rất là lạ nha, ở trên là màu trắng, ở dưới nó là màu xanh mọi người ơi. Nhìn thực tế không biết trên video thế nào nhưng Ngọc Anh thấy ở ngoài cái màu này cũng rất là lạ mắt và rất là đẹp. Nhìn nó khá là tinh tế, tươi trẻ đó. Và rất là sạch. Mặt bếp thì toàn bộ là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì ốp gạch mọi người ạ. Đấy, rất là sạch sẽ cho các chị em nội trợ này. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Đó, hoàn thiện xong hết rồi. Này, chậu rửa, vòi rửa này, hệ thống nước. Đó, có hết rồi. Ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà có thêm một phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh ở đây thì có đầy đủ về bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa, lavabo, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh ở đây thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp các bác ạ. Ngõ trước nhà đi vào đây thì là ngõ hai xe máy tránh nhau thoải mái, cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 100m thôi. Đi lại cũng rất là thuận tiện nha quý vị. Phía tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên phía tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim mọi người ơi. Và mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với cái phần phòng khách, ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang ở đây thì có một cái vách CNC cũng rất khá là hợp lý. Vách CNC gỗ để trang trí mọi người ạ. Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể. Đây là phần tầng 1 rồi, vậy thì tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nha. Quý vị ơi, bước chân lên trên vỉa tầng 2 của ngôi nhà thì bước chân lên trên vỉa tầng 2 ở đây, ở vỉa chân Ngọc Ánh là một lớp sàn gỗ nha mọi người. Toàn bộ tầng 2 chủ đầu tư lát sàn gỗ, nhà vệ sinh ở phía bên ngoài và căn phòng ngủ ở phía bên trong đây. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Căn phòng nó rất là rộng. Cửa sổ thông thoáng hướng ra hai bên nha. Với cái căn phòng ngủ này cũng đã được chủ đầu tư thiết kế trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần, ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa, cắt tất cả các cửa sổ thông thoáng đều có hai lớp cửa, bên ngoài là lớp nhôm kính và bên trong nó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha các bác, rất là an toàn và cũng có tính thẩm mỹ rất là cao. Đấy, căn phòng ngủ thì vuông vắn, rất dễ dàng kê đồ nội thất. Cửa thông phòng đây là cửa gỗ công nghiệp nha các bác. Đó, cửa thông phòng của ngôi nhà, cửa gỗ công nghiệp. Nói chung căn nhà này với cái giá bán và với cái vị trí thì nó quá là hợp lý mọi người ơi. Nhà vệ sinh ở phía tầng 2 bên ngoài. Một số chủ đầu tư thì thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên trong, tuy nhiên thì vẫn có những chủ đầu tư thiết kế nhà vệ sinh ở bên ngoài như thế này. Nói chung là tùy sở thích của mỗi người. Còn lại thì vẫn đáp ứng đầy đủ cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Với cái phòng vệ sinh như thế này thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu liền khối này, lavabo bản đá, rất hợp lý mọi người ơi. Đó, hồ sơ điện, hồ sơ nước từng căn lắp đặt riêng biệt hết rồi. Cửa nhà vệ sinh đây. Với tất cả những cái nhà liền kề như thế này rồi mọi người ạ, sổ đỏ chủ đầu tư đều tách riêng biệt hết từng căn trước khi xây rồi. Và với những cái căn nhà liền kề như thế này thì Ngọc Ánh vẫn chia sẻ với mọi người, đó là toàn bộ xây tường riêng, tường 10 riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Ngọc Ánh có một số video mà móng người ta cũng làm riêng và cột người ta cũng làm riêng. Nếu như quý vị nào mà muốn tham khảo thì có thể kết bạn Zalo và Ngọc Ánh sẽ gửi cái thông tin đấy cho mọi người. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ, thì thiết kế nó cũng tương tự như là tầng 2, cũng một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài và cái căn phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, rất là rộng. Trên tầng 3 này cũng được chủ đầu tư lát sàn gỗ cho mọi người. Đây. Nói chung ấy, bất kỳ một cái dự án nào thì cái căn lô góc bao giờ cũng sẽ được khách hàng ưu ái đầu tiên, bởi vì nó có cửa sổ thông thoáng hai bên. Như cái nhà này rất là hợp lý, quý vị có thể gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị nha. Giá bán của căn nhà này là 2.650.000.000, hợp lý với một cái nhà thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Nhà vệ sinh tầng 3 đây. Đây mọi người ạ. Phải nói là hôm nay rất là lạnh quý vị ơi. Nhìn ở trên video thế thôi nhưng mà ở ngoài nó là chỉ có 7 độ C thôi mọi người ạ. Lạnh cực kỳ luôn ý. Cho nên là mọi người có thể nghe thấy cái giọng nói của em nó hơi run run ý. Và phần cuối cùng
ở trên ngôi nhà này, đó chính là tầng 4. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng. Và với tầng 4 của ngôi nhà, khi mà vừa bước chân lên trên đây thì tận hưởng được một cái ánh sáng, ánh nắng. Đây mọi người có thể nhìn thực tế ở đây, đó chính là một cái ô giếng trời vô cùng thoáng mọi người nha, để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế một cái khu vực, đây là phần để máy giặt. Đây là phần để máy giặt. Cũng như là mọi người ở đây có thể làm thiết kế cái giàn phơi thông minh để phơi ở đây luôn nha mọi người. Và đó chính là trên phía tầng 4 của ngôi nhà còn một cái căn phòng riêng nữa. Căn phòng này, với cái căn phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ. Nói chung cái này là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Ngọc Ánh review đến tầng 4 này cũng rất là cụ thể chi tiết, từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4. Quý vị cũng có thể tưởng tượng ra cái ngôi nhà này thiết kế ra sao. Mọi người muốn đi xem thì cứ chỉ cần alo cho Ngọc Ánh thôi. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại với cái bác là cái căn nhà này 2.650.000.000 đồng, 30m2, thiết kế và xây dựng 4 tầng mới, lô góc hai mặt thoáng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.